lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7 ngày 23 tháng 5 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dân tuất bán hợp giúp cho người tuổi tuất sẽ gặp được nhiều chuyện may mắn, bởi hôm nay cát khí lan tràn, con giáp này hoàn toàn có thể có được những điều mình muốn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông, chính quan độ mệnh, người tuổi Tý được che chở trên con đường công danh sự nghiệp nên đạt được những bước tiến mới. Cát thần nâng đỡ giúp cho bản mệnh phát huy được năng lực của mình hết mức. Bạn có trách nhiệm với công việc, không ngại khó ngại khổ để làm được những điều mà không phải ai cũng có được. Do đó, những chú chuột có thể giành được sự ưu ái từ phía cấp trên trong hôm nay. Ngũ hành tương sinh, người đã có đôi có cặp sẽ có một ngày hạnh phúc ngập tràn bên nửa kia. Nụ cười nở trên môi bạn khiến ai nấy cũng thấy tình yêu có sức mạnh đến thế nào. Tinh thần lạc quan phơi phới khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, công danh sự nghiệp đạt được bước tiến mới. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, có cơ hội phát huy năng lực trọn vẹn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, có trách nhiệm, dám đương đầu với thử thách. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, được cấp trên ưu ái nhờ sự chăm chỉ chịu khó. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, tình cảm ngọt ngào, tinh thần lạc quan phơi phới. Con số may mắn 5, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh lam, quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu hôm nay bị thương quan quấy phá, thiếu tập trung vào trong công việc nên hiệu quả làm việc giảm sút. Nếu bản mệnh không nhanh chóng tự chấn chỉnh thì có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở đó. Nếu bạn cảm thấy âu lo chăn trở thì đừng vội vàng đưa ra bất cứ một quyết định hay hành động vội vã nào. Hãy tĩnh tâm rồi bạn sẽ có được câu trả lời của mình. Ngũ hành tương xung, tinh duyên của những chú trâu ảm đạm, bản mệnh còn bận rộn giải quyết những vấn đề trong công việc nên chẳng hề quan tâm gì đến chuyện tình yêu. Đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn ở thời điểm này. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, thiếu tập trung khiến cho hiệu suất công việc giảm sút. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, nên sớm chấn chỉnh thái độ trước khi bị cấp trên nhắc nhở. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, không nên vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, tinh duyên ảm đạm, đôi bên thiếu quan tâm lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, bận rộn giải quyết công việc thay vì quan tâm tới tình cảm cá nhân. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Xem lịch ngày tốt, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần có đầu óc linh hoạt khôn khéo, có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể trong ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao. Đây cũng là thời điểm để những chú hổ bứt phá trên chặng đường đua quyền lực phía trước. Con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể vì năng lực của mình. Mộc khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của con giáp này. Các vấn đề về gan có thể làm phiền đến bạn. Bản mệnh nên tránh việc sử dụng đồ uống có cồn, có chất kích thích, hạn chế rượu, bia, thuốc lá để không khiến cho sức khỏe thêm phần tồi tệ. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, đưa ra ý tưởng có ích cho tập thể nhờ đầu óc linh hoạt. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, mạnh dạn đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tranh thủ cơ hội để bứt phá trên đường đua quyền lực. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, gây ấn tượng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, chú ý dưỡng sinh cho gan, tránh dùng đồ uống kích thích. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ bảy này, người tuổi Mão được trình ấn nâng đỡ. Đây là điểm báo thăng tiến cho công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc. Như thế mà gặt hái được rất nhiều thành công. Có thể thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách. Song, nếu có thể vượt qua thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước.
Đừng quên những thách thức đó là phép thử để bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì ở trong tay. Thời tiết trở nên nóng nực có thể khiến những chú mèo lười tập thể dục hơn, đó là lý do cơ thể bạn trở nên trì trệ. Bạn có thể chạy bộ mỗi sáng, tối hoặc tập thể dục ngay trong nhà vào bất cứ thời gian nào. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy có điểm báo thăng tiến trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa biết thế mạnh của bản thân để cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ cơ hội kèm theo cả thách thức không nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc thử thách là phép thử để nhìn lại bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim chú ý tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ Thìn, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, người tuổi Thìn được cục diện tam hỗ trợ mệnh nên gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú giữa hai người, và qua thời gian mỗi người đã dần chấp nhận sự khác biệt của người kia để dung hòa lẫn nhau. Thực thần xuất hiện còn báo tin vui về đường tài lộc cho những chú rồng. Hôm nay qua là một ngày ngập tràn niềm vui với con giáp này. Sự khéo léo giúp cho bản mệnh xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá. Bạn được lòng rất nhiều người nhờ vào các mối quan hệ mà công việc thêm phần trôi chảy, kiếm tiền cũng nhiều hơn. Tài chính rủng rỉnh tạo điều kiện để bạn thực hiện các kế hoạch ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa tình cảm suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ chấp nhận điểm khác biệt và tìm cách dung hòa với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc tài lộc có tin vui, tài chính dư dả. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim xây dựng được các mối quan hệ quý giá tốt cho công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy tìm kiếm được dễ dàng, yên tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, quý nhân phù trợ Tí, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, ngày Dần Tỵ tương hình, người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm ám hại mà còn lớn tiếng vu oan, đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng. Tỵ kia xuất hiện còn khiến cho việc hợp tác của con giáp này với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình hợp lý hơn, chẳng ai chịu nhường nhau, dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Bù lại, Mộc sinh hòa, những chú rắn hạnh phúc khi luôn có nửa kia ở phía sau lưng, sẵn sàng động viên và ủng hộ bạn bất cứ lúc nào. Những khó khăn trong cuộc sống, công việc mỗi lần chia sẻ với người ấy, bạn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều khi đối phương còn đưa ra những lời khuyên hết sức hữu ích cho bạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa đề phòng tiểu nhân bên cạnh tìm cách cản trở công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ có thể bị kẻ xấu vu oan ngầm ám hại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc hợp tác với đồng nghiệp gặp trục trặc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim xung đột quan điểm với đồng nghiệp khiến cho công việc trì trệ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy nhận được sự ủng hộ khích lệ từ nửa kia. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ 7 này của người tuổi Ngọ mang đến những điều kiện thuận lợi cho bạn trong công việc. Con giáp này có sự nhiệt tình, lúc nào cũng hăng hái xung phong dẫn đầu trong mọi công việc được giao. Tuy nhiên, bạn lại hay cả thèm chóng chán nên hiệu quả công việc thường không cao. Lời khuyên cho những chú ngựa là hãy bình tĩnh quan sát tình huống hơn, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu bạn muốn thành công đến với mình trong tương lai. Ngũ hành tương sinh mang đến những điều tốt đẹp cho chuyện tình duyên của con giáp tuổi Ngọ. Tuy nhiên, đừng có thứ gì cũng khoe lên mạng xã hội như vậy. Nên nhớ, mạng xã hội còn là con dao hai lưỡi khi chia sẻ tất cả mọi chuyện riêng tư đời sống cá nhân của bạn lên đây. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, công việc thuận lợi nhờ sự nhiệt tình và hăng hái. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, dễ dàng chán nản rồi bỏ dở giữa chừng nên hiệu quả công việc thường không cao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nên rèn luyện tính kiên nhẫn nếu muốn thành công. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tinh duyên tốt đẹp, hạnh phúc trong tầm tay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng để mạng xã hội chi phối tình cảm của mình.
Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi thứ 7 ngày 23 tháng 5 năm 2020 của 12 con giáp. Kiếp tài giáng họa khiến cho tài lộc trong ngày của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại thu chi. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác. Đừng cả nể cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm. Cuối cùng, tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được, nay tan thành mây khói. Ngũ hành xung khắc khiến cho bản mệnh và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Nhiều vấn đề phát sinh nhưng không được giải quyết triệt để khiến cho mâu thuẫn ngày càng nặng nề hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tài chính ảm đạm, chi tiêu cần tiết kiệm. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, không cân bằng thu chi dẫn đến khó tụ tài. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nên sáng suốt và tỉnh táo khi nghe lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, đừng vì cả tin cả nể mà quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, quý nhân phù trợ Tỵ, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Dần thân tương xung hôm nay có thể khiến cho người tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý trong vận trình ngày thứ 7 này. Những chú khỉ sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh. Thiên tài nhắc nhở con giáp này, nếu bạn cứ cố gắng nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền khá khá khiến cho bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian. Kim khắc mộc, người độc thân mải mê theo đuổi sự nghiệp cùng những thú vui cá nhân của riêng mình mà không buồn tìm lấy nửa kia. Tình yêu chưa thực sự có sức hút với tuổi Thân vào thời điểm này khi mà bạn còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân, không gì ràng buộc. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, vận trình không như ý, vất vả một mình. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, cố gắng làm tốt việc của mình, tránh tỏ ra bất mãn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, rồi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu cứ cố gắng không ngừng. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, có thể nhận được khoản tiền khá khá sau những nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, người độc thân mải mê theo đuổi sự nghiệp, bỏ bê tình cảm. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày, chính tài nhập cục, người tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc khi mà thu nhập trong ngày khá ổn định. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự cố gắng không ngừng của bản mệnh từ bấy lâu nay. Thời điểm này, những chú gà nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm để dành dụm cho những lúc cần thiết. Đó có thể sẽ là phương án tốt nhất vào lúc này. Đừng thấy tiền bạc dư dồi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vạ thì tiền núi cũng có ngày hết. Ngũ hành kim khắc mộc khiến cho mâu thuẫn giữa bạn và người ấy vẫn chưa đi đến hồi kết. Dường như cả hai vẫn chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương cũng như gạt bỏ cái tôi sang một bên. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, không cần lo lắng về tiền bạc, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, chớ nên phung phí quá đà bằng việc mua sắm vô tội vạ. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, mâu thuẫn giữa đôi lứa vẫn còn căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, cái tôi cá nhân quá cao khiến cho đôi bên không muốn lắng nghe đối phương. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường bạc, bạch kim, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất. Dần Tuất bán hợp giúp cho người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn bởi hôm nay cát khí lan tràn, con giáp này hoàn toàn có thể có được điều mình muốn. Quý nhân ở bên dẫn lối cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với người tuổi Tuất. Quan hệ xã giao hài hòa khiến cho bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn hay trục trặc.
Thực thân cho thấy bạn là người rộng rãi và ôn hòa, chính vì vậy mà bạn dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Những người không chi li tính toán trong cuộc sống thì luôn sống được một cách rất thoải mái, và bạn cũng vậy, tài lộc luôn đến với bạn một cách rất bất ngờ. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, cát khí lan tràn, ngập tràn may mắn. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, quý nhân dẫn đường cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, công việc tiến triển thuận lợi nhờ quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ tính cách rộng rãi. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường tím, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thiên quan có thể đem đến những chướng ngại vật bất ngờ liên quan đến công việc hoặc đời sống cá nhân của con giáp này. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ có thể xoay sở tốt trong mọi tình huống để hoàn thành các kế hoạch mà mình lập ra ban đầu nếu giữ được bình tĩnh. Thủy sinh mộc, bản mệnh có mối quan hệ rất hài hòa trong gia đình của mình. Bạn và nửa kia luôn chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Khi có bất cứ bất đồng quan điểm gì, hai người luôn bình tĩnh thảo luận với nhau để cùng tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, xây dựng được quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, công việc hoặc cuộc sống có thể gặp chướng ngại vật bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, xoay sở tốt trong những tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nửa kia để cùng nhau tìm cách giải quyết. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh da trời, quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.